Thưa quý vị, định hướng nghề nghiệp hiện nay không chỉ là việc mà các trường đại học thực hiện cho các em học sinh trung học phổ thông, mà việc định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh ngay từ khi lớp 9 sẽ là một biện pháp hiệu quả để đẩy mạnh việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Và mô hình học tập trung học phổ thông theo chương trình đào tạo 9 cộng là một trong những lựa chọn đáp ứng vừa học văn hóa, vừa học nghề cho các em học sinh sau trung học cơ sở. Xin mời quý vị cùng theo dõi điều đặc biệt của mô hình học trung học phổ thông theo chương trình 9 cộng tại trường cao đẳng quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường gặt hái rất nhiều thành công với mô hình này. Tập trung nghe giảng, học tiếng Anh trực tiếp với giảng viên người nước ngoài, học thực hành ngay tại trường. Đây chính là chương trình học thú vị của các em học sinh đang theo học trung học phổ thông của chương trình 9 cộng tại trường cao đẳng quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Em có tham khảo mấy trường nên là em muốn vô đây học để có thể tiết kiệm thời gian và mình có thể ra làm sớm hơn với mọi người. Em học ra xong rồi em lấy bằng, có thể là em đi làm hoặc là em có thể liên thông lên đại học để em lấy bằng đại học. Trên thế giới, chương trình 9 cộng đã được nhiều nước tiên tiến như Đức, Nhật Bản, Singapore áp dụng và rất thành công. Chương trình trung học phổ thông theo hệ 9 cộng, cao đẳng là hình thức học văn hóa 7 môn song song với học cao đẳng chính quy. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học chương trình 9 cộng, cao đẳng tại trường cao đẳng quốc tế thành phố Hồ Chí Minh có thể nhận song bằng là tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng cao đẳng chính quy trong khoảng 3 đến 4 năm. Từ đó giúp rút ngắn thời gian đào tạo, tiết kiệm chi phí cho bản thân người học và gia đình. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng chính quy, các em học sinh có rất nhiều lựa chọn như có thể học liên thông lên đại học, đi làm hoặc đi du học. Đặc biệt là có thể học để đi xuất khẩu lao động ở các quốc gia như Nhật Bản, Đức. Như vậy, ở tuổi từ 18 đến 19, học sinh có thể hoàn thành chương trình học, có bằng cao đẳng, thậm chí đại học để gia nhập thị trường lao động sớm hơn. Điểm lợi của mô hình này chính là không chỉ tiết kiệm thời gian và kinh tế, mà còn giúp các em sớm gia nhập thị trường lao động một cách chuyên nghiệp. Chương trình 9 cộng thì trường cao đẳng quốc tế là đơn vị đầu tiên triển khai cả nước. Đến giờ này là năm ba chuẩn bị qua năm thứ 5, năm thứ 6. Nhà trường thì tạo sự yếu tố thu hút cho cái hệ này thì đánh vào hai cái phần chính. Thứ nhất là chất lượng đào tạo, thứ hai là cái tâm sinh lý của các cháu. Chất lượng đào tạo thì nhà trường đánh vào chất lượng đào tạo môn văn hóa, chất lượng đào tạo nghề nghiệp. Đến giờ này trường chúng tôi đã nhiều năm liên tiếp là các cháu đậu được tốt nghiệp 100% trung học phổ thông quốc gia. Còn nghề nghiệp thì nhà trường đã đưa ra lộ trình rất là cụ thể, 2 năm đầu làm được chuyện gì, 1 năm rưỡi sau làm được chuyện gì. Và đến giờ này hầu như tất cả các khóa đều đúng kế hoạch. Về tâm sinh lý các cháu thì đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm, giáo viên quản nhiệm và bộ phận quản lý phải có yếu tố tâm lý rất là tốt, làm sao cho các cháu không bị áp lực, cái làm sao cho các cháu học vui nhất, khỏe nhất, giỏi nhất và hiệu quả nhất, đó là cái chúng tôi đang đầu tư vào. Hiện nay khi học trung học phổ thông theo chương trình 9 cộng ở trường cao đẳng quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, các em học sinh vừa học văn hóa, vừa song song được đào tạo các ngành nghề hot như quản trị doanh nghiệp, quản trị nhà hàng, quản trị bếp và ẩm thực, hướng dẫn viên du lịch, mạng máy tính, thiết kế đồ họa, điện công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp, vân vân. Mô hình 9 cộng là một trong những định hướng quan trọng của ngành giáo dục trong định hướng nghề nghiệp, phân luồng ở cấp trung học cơ sở. Mô hình này sẽ giúp giảm lãng phí nguồn lực xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì các em học sinh sau lớp 9 được định hướng nghề nghiệp từ sớm sẽ là bước phát triển vững chắc, giúp các em có nhiều thời gian hơn để thu nạp kiến thức, trau dồi ngoại ngữ và tham gia vào thị trường lao động với một tâm thế tốt nhất.